Nhau đấy, ở đúng rồi, chắc miếng vậy thôi, đúng rồi. Ok, giờ để anh chảy xuống anh coi cái. Cắt ra tóc bữa giờ đang dưỡng dài không cắt đâu. Thì cắt ngắn cho nó đều thôi. Em cắt đâu. Bi không cắt là không ai cho bi 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 nhộm đâu. Không nhộm đâu, cắt đâu. Kiểu đó. Cho nhộm đi. Như tóc này em nhộm màu đỏ thì tầm 600 ha. 600 hả? Vậy thôi không nhộm. Sao vậy? Sao chồng rồi nghĩa nhất bên đó. Em đi về. Chứ giờ sao? Bà... Thôi mệt quá, hết tiền bà giờ sao? Trời ơi, tao mệt quá đi luôn đó mày. Giờ này bị mập phát tướng vậy. Đi đâu ở đây đâu ạ? Đi đâu ạ? Ai trong nhà Bi vậy? Em biết rồi, đi chơi kìa. Sao vậy Bi? Bi định đi đâu? Cô nào rủ Bi đi đâu hả? Nay đi đâu à? Ở đâu xuống à? Ủa nay không treo lên thành phố không? Ở quận mấy? Anh hả? Anh ở chỗ đó, chỗ cũ gì đâu. Bi đi tắm đi, muốn đi chơi, chở đi chơi. Bi, dạo này làm gì mặt mà phính hai bên vậy? Dạ, chào chị. Bi tắm thay áo luôn đi Bi. Áo cũ quá rồi, đi thay ra đồ đi. Lâu ngày gặp lại phát tướng rồi. Cái gì? Nay thủy bầu đến thăm Bi hả? Dạ. Cái gì? Tàn tạ đó. Ai Bi thủy nói ai tàn tạ? Ai đi chở Bi giàu kìa. Nãy Bi hỏi em bị bắt sao về. Nãy không hiểu Bi hỏi à. Bữa anh nói là chị Thủy bầu bị công an bắt rồi đó. Rồi Bi nó hỏi chị về hả? À? Chị về hả? À? Thấy Bi lên đồ đẹp không? Bi lấy nóng mà hẻm cho Bi, có đi đâu đi Bi. Dạ. Phải vậy đó, cho nó tắm rửa mới được. Nay Bi với Thủy đi gọi đầu, nhỏ này cũng tháng, cả tháng nó không gọi luôn nè. Đi, rồi giờ chở ba đứa đi. Trời, thôi chở ba đứa rồi, chị chở bớt Bi đi. Thôi Thủy qua chị chở rồi Thủy. Bi nó ngại người lạ, chở ngại người lạ. Ngủ nhiều mặt mập lên hay sao, hay Bi uống thuốc giữ nước vậy? Hôm nay Bi ngủ nhiều lắm hả? Anh nghe anh Tiết nói là Bi hôm nay Bi ngủ không, hôm nay vẫn còn ngủ luôn nè. Mà quẹo quẹo đây chị ơi, nay Bi ăn uống gì chưa Bi? Nãy tao đầu tóc Bi bù xù quá rồi đi gọi đầu cho nó sạch sẽ, đi ra tiệm rồi gọi đầu nè. Bốn cái đà đó thì lâu lâu anh cho đi xuống gội đầu cho nó sạch gầu, sạch đầu cho nó tinh thần, nó thoải mái, nó sảng khoái. Thủy có tư vấn gì cho Bi không kìa? Thủy vô đây làm gì? Thủy gội đầu luôn hả? Thủy hôm nay bao nhiêu lâu là Thủy không gội đầu? Rồi đi vô đây, đi anh đi giá xe cái anh quay lại. Bi nay Bi đi vô đây làm gì vậy Bi? Bi vô đây Bi ngồi dịp dò. Bi nhìn kìa. Nay Bi vô đây là Bi làm gì? Giờ cắt ra đi, cắt cái đuôi đi cưng. Không, không cắt đâu, cắt ngắn rồi. Cái đuôi nó bị trái, bị cắt rồi. Ba chồng. Thì kể nó như thế tôi cho mà. Anh vợ nó tốn tiền làm sao? Chị cho mà. Không có nhộm. Cắt trước đi để mới coi đẹp nó mới nhộm lên. Không có. Trời ơi, cái đuôi nó vậy mà. Cắt đi, cắt cái đuôi thôi. Cắt hư rồi, cắt đâu. Cắt hư mới sửa cho nó không hư. Còn mấy duỗi thôi, ủa không có duỗi được, hấp dầu thôi, khỏi nhộn được không, tiền sao tôi cho nhộn.
Dạ, dạ, dạ. Cắt trước thì cắt sửa lại, sửa cắt. Lại sửa lại là nhộm mới đẹp được, cái đuôi nó bị chút ngắn gốc cao kìa. Mốt đừng có chế xà bông. Thôi không cắt đâu, tóc hết rồi. Thì cắt cái đuôi có miếng cắt à. Cắt cho nó đều. Bữa anh em cắt rồi. Cắt cho bên đều rồi, bên ngắn bên cao như thế. Ờ, bên ngắn bên cao đó. Rồi. Đó, rồi cắt đi rồi mới cho nhộm không có thôi. Nè, nổi tiếng rồi. Nổi tiếng cái cắt đi. Rồi, cắt đi. Cắt đi, cắt lại đi. Cho nó đều rồi, chữa lại cho nó cắt đều. Cắt cho đều thôi. Ừ, cắt tóc cho em đi cho đều thôi. Cắt miếng cái đuôi thôi. Dài thấy không? Nhìn nó kỳ lắm. Nó bị đứt nhiều quá vậy mình cắt lên cho nó bằng bằng. Đúng rồi. Thì đúng rồi, cắt đều lại vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi cắt đi. Rồi cắt đi. Em chờ chút ha, xả tóc rồi anh cắt. Cắt cho nó miếng cái đuôi thôi. Cắt cái đuôi cho nó thôi. Nó đều cái đuôi thôi. Kêu hấp dầu đi nó bị mướt, kêu mấy em giờ cũng gọi hoài luôn. Sáng một cái lượt. Tôi một lượt xuống gọi lấy cái lượt giả. Chứ họ không mua đâu sao. Rồi cắt nhỏ xíu thôi. Ờ cắt một cút thôi. Rồi. Miếng. Một ly. Một ly. Nay bị mặt lâu ngày không gặp lại đi mà mặt bị mập lên ha. Nó đã béo rồi. Nó tới bà đi cũng còn lên nữa vậy. Ôi giờ này chung nuôi bò Bến Tre còn lên bây giờ. Chắc ở bên đây nè, bên đây ngắn hơn bên đây. Mấy đi lại nhà về đi cũng bò lên. Mấy cũng nhỏ bò lên nữa giờ. Bỏ cho quay luôn. Bây giờ anh cắt bên đây cho bằng bên này ha. Đúng rồi, cắt cho hai cái bằng bạn. Nhau đấy. Ờ ờ ờ đúng rồi, cắt miếng vậy thôi đúng rồi. À, ok, giờ để anh chảy xuống anh coi cái. Ờ giờ giờ cắt đi anh. À, chủ yếu anh cắt. Rồi. Rồi. Thấy không, nãy giờ ngỡ trước đó chứ không ngỡ trước đó. Bên con này cái. Đúng rồi, coi lại cho nó đều. Cắt một bên. Cắt cho nó đều. Nó quen rồi, tóc tẩy nó khô hết rồi. Khô nó cháy hết rồi, sửa lại cho nó đều. Chứ là anh cắt tóc ngắn luôn rồi. Sửa lại cho nó đẹp. Thôi, nhiều quá. Để người ta để vô. Không, cắt cho nó cắt cho không cắt, không cắt cho nó sao hết rồi. Cắt ngắn nó cũng được đâu, không cắt. Rồi, cắt ngắn rồi, cắt ngắn rồi, cắt ngắn rồi. Kéo giờ sao mới cắt. Không có ấy đi đi. Về cắt xíu ha. Cắt xíu thôi, cắt xíu lại cho bạn thôi. Rồi. Ok, về để ra sao cắt một xíu. Cắt xíu thôi để cắt nhiều. Rồi. Đi đây đây nha. Rồi ok ok, rồi sửa bằng cho bên đây cho nó bằng bên đây ha. Cắt ra khúc luôn. Rồi. Không có, rồi cắt miếng cho bi thôi rồi, rồi đó. Rồi cắt ra tóc bữa giờ đang dưỡng dài không cắt đâu. Thì cắt ngắn cho nó đều thôi. Em cắt đâu. Bi không cắt là không ai cho bi nhộm đâu. Em không dám cho nó nhỡ chị đi vô nhỡ mà cô quế bà cô quế về bà la ông trời lên mất công mà em không có nhậu bây giờ anh quay lại một chút cho nó nhậu màu đỏ lên lần này đi về nhậu màu đỏ cho em ha, màu đỏ thì mình chơi từ từ nó phai ra rồi nhậm xong rồi xíu cắt xíu cái đuôi không cắt đâu không cắt là không có vợ đừng có đưa điều kiện cho nó không nhộm thôi mày à, rồi thôi à, vậy đi anh nhậu xong rồi giờ thôi giờ chị nghĩ sao về nhậu màu đỏ đúng không à, chị nghĩ gọi đầu xong đi về định cho nó nhờ ừ chị nghĩ gọi đầu xong đi về đi sao thấy thì em xong rồi thì bầu định không nhậu đi cho nó nhậu màu đỏ luôn đi nhìn nó nhậu đi kinh nhậu cho nó màu đỏ đi thôi không nhậu đâu về đi rồi nữa, mình chậm nữa, nhìn sao? Không nhậm đâu. Nhậm đi còn cái hấp dầu, hấp dầu cho nó nước đi chứ để nó hơi. Hấp dầu cho nó đi. Đi cho tiền ta làm ăn dịch đó đi. Hấp dầu cho nó nước không khỏi. Hấp dầu cho nó đi cưng. Hấp dầu đi. Hấp dầu đi, cần sao chị lên chị cho nhậm, chị chở đi. Hấp dầu cho nó đi. Ra ấy để ấy. Thôi không hấp đâu. Chứ giờ quyết định là cao, quyết định gì? Giờ muốn cao. Nhộm. Giờ nhộm nhộm. Giờ nó đang mập quá cho nhộm đi. Nó thích nhộm vậy giờ cái nào cũng không chịu hết á. Giờ nhộm đi. Như tóc em nhộm màu đỏ thì tầm 600 ha. 600 hả? Vậy thôi không nhộm. Sao cái gì vậy sao? 600 là nghĩa nhất với tình người đó. Em đi về. Chứ giờ sao? 200 về 600 cũng tiền đâu. Thì chở đây. Muốn nhậm đi nhưng nhậm sao sao. Dạ. Ở đây tôi trả tiền gọi cho bé nè. Bị cắt đi, bị cắt này được. Hả? 50 nè.
giờ sao cắt cái bu đi giờ gọi đầu mới vừa gọi mới vừa gọi cho nó lại đó giờ hết giờ đi rồi về thôi mệt quá à. Hết tiền bà giờ sao trời ơi tao mệt nhiều quá đi luôn á mày mệt mỏi lắm cái đường đi quá trời ơi thì vô cả nhà mình làm đi chị cho bà đâu có chào có tiền đâu mà thì sao bi à bi trả giá để dọn đầu nè sao chào bi bi hôm nay ở nhà thấy bi trắng lên nha xin gái ra nè bữa anh Thủy nói là bữa nào Bi nhậm tóc cho chị với kìa về mua chai nước đổ lên đó Bi tự nhậm lấy thuốc đổ lên đó Thủy hôm nay Thủy với Bi vô quán ăn gì vậy kêu quán đây kêu đồ món đây hai em hai đứa chưa ăn gì hết á kìa đi mắc cỡ vậy nữa vô quán ngồi ăn là vô đây không có ăn người ta đuổi về đó Bi kêu gì rồi Bi em kêu lẩu gì rồi sẻ nè. Thấy có kêu hiếm gì không Thủy? Mắc cỡ gì vậy? Ăn cái gì thì kêu đi gân. Ăn gì để ta làm luôn. Bốn người ăn cái lẩu cho hai người. Lẩu hải sản ngon hết trơn. Vậy ăn ngồi chuyển qua ăn lẩu là nồi ha, ha sao? Ăn lẩu là nồi nha. Hai Bi. Ăn gì thì kêu lại đi gân. Mấy hai hai em quyết định đi. Cái gì gà nướng phô mai hả trời ơi mày hàm muốn phô mai rồi kêu bốn con hàu nướng phô mai bốn con hàu nướng phô mai chị muốn ăn hàu nướng luôn nha chị không ăn đâu ba con nha bốn con luôn ba con đưa ăn muốn ăn đâu ba con ơi chứ bốn con đi chị rồi con kia nó thèm cho nó hai con bây giờ hả rồi chị chạy về rồi hết tôm mày cưng lẩu đó hết tôm rồi còn cái con cá mực với thịt bò Bi định ăn lẩu gì Bi quyết định đi ăn lẩu gà không gà nồi với gà tre gà đá ăn gì hai đứa thích ăn gì chứ ăn gì thì kêu đi đại đi hai đứa quyết định đi một chai nước xuống nó coi ai tặng cho em hả hết lẩu rồi lẩu hết tôm ăn Bi nãy uống gì xì tin bỏ xì tin uống Pepsi đi Bi hả dạ khỏi lấy xì tin ba lon Pepsi được chị uống nước suối hả Thủy mắc cỡ gì vậy Thủy Thủy sao bản rãn vậy đừng làm dính chị nghe vào dạ dính chị ở đây ở đây này Bi ra lăng Bi gấp đồ luôn nè hôm nay đây là thấy Bi tỉnh táo vậy cũng mừng nha Bi chứ hôm nay vô Bi đi Bi chui trong mùng không à gọi đầu nó đi gọi đầu là tự đi gọi đầu tắm rửa quá nha thấy một triệu đi hoài luôn á đi uống đi cưng thể uống đi bữa giờ tôi uống gì vào bây giờ anh nuôi nó bây giờ nó đẹp kỳ luôn á đâu nuôi đó rồi chị em nuôi mới rước nó về vậy hả Bi anh có nuôi em không Bi nói nuôi nó kỳ tôi bán cái số ở dưới cầu á có hai thằng nào á nói nuôi nó đứng dậy bỏ đi về nó mang lỗi nó hỏi chị cho em hỏi thăm nha chị thấy cái người nào mà tướng ốm cao mà nó xăm ở trên đây nào mà đỏ con nó màu đỏ luôn mà nó đi bộ đó chị thấy không lấy vậy thằng mà bữa vào cho địa chỉ chị đi tìm hỏi nó mai biết nó vào không vòng không ai biết hết trơn luôn lúc mình em thấy nó em biết nó thôi cái nó lấy hình ra cho em coi trời ơi tưởng ai con nhỏ này hả tôi biết nó quá Bi ơi hôm nay làm gì mấy ngày luôn không lên clip luôn á vào dạ hôm qua chị phải điện cho cái Trần hỏi nó sao mà bữa hôm bữa chị nói gì với Trung mà Trung nói là bàn giao Bi rồi sao chị không hiểu luôn á nó nói là để cho thời gian Bi nó hết bệnh hơn. Vậy nó đi hứa với chị là nó không lên nữa. Nó thôi em không lên nữa chị, tại vì nó lên là chị bé điện nó mới lên đó. Chị bé điện nó lên kêu chở Bi đi khám bệnh mà bữa Bi không chịu khám đó. Rồi nghe chúng nó nói vậy, chị nhìn nó là
lên chứ em cũng chưa tính lên nữa. Lên nặng chở Vi đi chứng bệnh. Chị nói thôi, chị Tiên nói thôi, tôi tạm dừng thời gian đi để con Vi nó tốt bệnh hơn. Vậy nó hứa chị nó không lên nữa nhưng mà không biết sao. Lại Vi nói gì thầy Vi? Sao cái gì Vi cũng giấu hết vậy Vi? Chung nói gì với Vi nữa là sao mà nói với anh giàu chung không lên nữa là sao? Anh hỏi cái gì thì sao Sàm? Thì vẫn còn lên đúng không? Mà giờ anh nói sai Vi mới nói vậy đúng không? Hôm nay đâu có lên đâu. Có lên không Vi? Không. Hôm nay đâu có lên nữa. Mà có chắc có chuyện gì rồi mà chung mới nhắn vậy đó. Không có. Thì bữa giàu nói gì không có chuyện gì hết là tại vì nó không lên. Chứ khán giả ai cũng bình luận về nó hết. Nó coi nó cũng biết. Không, tại vì bữa em nói là em mua hai kit test để sẵn. Rồi bữa nào lên có lên thăm Bi là sẵn em đi test luôn. Thì đó. Từ ngày hôm đó qua ngày hôm sau nói không lên nữa. Em nói là lên bữa thứ hai. Em nói là mỗi lần Bi lên như vậy đó không biết Bi ra tiệm net có ai cho sử dụng lại không để mua hai kit test để sẵn hôm nào nhờ chung lên sẵn test cho Bi luôn. Để chị lên bữa thứ hai rồi cái về với bà chị điện cho nó điện hai chị em nói chuyện trời hết điện thoại rồi giờ cái hả nó điện lại nói chuyện hả lâu lắm nó nghe nó cũng kể người kia kia nọ nó nói vậy nhưng mà biết làm sao ai biết ai nó không lên nữa nó nói trừ khi cô ghế điện chở đi thăm vợ bữa nó điện cô ghế điện cái lỗ tờ đi em dẹp cái menu qua bên đi cho nó trống đi nãy lên cũng mua thịt mua đồ cho mẹ xào chưa kịp ăn nãy lên tới nãy vô nhìn nó sơ sát quá trời à. Nó lên đồ nhìn nó đỡ Bi đẹp tới đẹp cho thêm hai giấc mì nữa nha chị đây dẹp tới phải chị sạn cái cây gì chơi chợ biểu sư sạn thì sư sạn trời ngộ gái lắm đó chứ đừng nói nếu như là ba có kể với nó hôm nay nó không có đi nữa Thủy em không nói gì hả Thủy chưa cháy chừng em cũng gặp Bi mấy lần rồi có ga không có ga mà hai đứa nói chuyện vậy chứ ủa con của cưng ở đâu Thủy ở Long An là ở đâu vậy phía thầy ông ngoại thầy ông nội nha chị phía bên đó giáp Bình Chánh khu bên đó giờ Bình Tân Lộ 10 nào mới về nãy Bi hỏi em là bị công an bắt rồi sao từ thả về nói cho Bi nghe kìa vâng Bi còn nhớ nó hỏi thăm em vậy là em phải trả lời chứ nếu là tiếng Bi cũng quan tâm em đó mình đẹp mà nói rồi chị bị công an bắt rồi sao giờ chị đứng đây đi dán thuốc hết đi rồi chuẩn bị đi làm thì uống thuốc giống Bi anh mua thuốc cho Bi giống Bi cho Thủy luôn cái thuốc chị đập hàng xách tay đó cái bánh răng xách tay giống Bi nó đang uống Bi sáng cũng vậy lấy được cỡ đầu như Bi nghe không Thủy muốn giống Bi muốn cài cái bánh răng xách tay không anh cho hiệu trình giống Bi rồi Thủy uống cái đó đi chiều nay anh gặp chị Lệ em thì nói em mua cái to giống Bi uống thử nha hôm nay nó về dọn đồ định xách xuống ba lô xuống gầm cầu ở thôi lớn rồi cưng đi làm đi cũng chuyện làm đi thiếu gì cũng chuyện làm cỡ thì còn trẻ mà trẻ cái mồ luôn dễ kiếm chuyện làm chứ Bi thì giờ tới tết cũng đi làm được rồi đâu có thấy không nhận Bi tỉnh nhiều rồi Bi năm nay nhiêu tuổi rồi quên rồi Bi đã bằng tuổi con chị Bi anh giờ hỏi xong trả lời chị giờ hỏi xong trả lời ơi đầy quá cưng ơi cưng bỏ vô mấy kèn nè nó mai nó 27 nói 25 rồi còn con nhỏ này thì nhớ tuổi nữa nè con Thủy còn tỉnh hơn chút tại nó không thèm nói hôm qua nha bữa cưng đi Bi
Điện tịt cho cái ổng đi. Ai bi cái nước đó, cái nước nó tanh nó bi đừng ai vô nè. Thì hôm nào bi nấu bắp xào cho anh ăn lại được không? Đúng rồi, chị trai đi mua bắp nấu ăn đi. Bữa nào bi chịu không bi? Rồi mấy cái bịch chả giò bi ăn hết chưa? Đó nè hả? Bữa đem mít đầu xuống có ăn không? Hay là bỏ? Tóc không ăn hả? Trời ơi, bữa xuống hả? Tóc nhà hả? Đem quá trời đất mít như vậy nè. Con này thì nó tự tắm rửa gội đầu rồi, con này thì nó phải nhắc. Hổm á, nãy nghe chị ba chị kể hổm là mấy năm trước là nó còn sạch nhà gấp 2-3 lần luôn á. Mà sao có con cái năm nay cho là đây nó thấp hơn. Này con bé bi nặng hơn Thủy mà. Ngay mà bây giờ là hai đứa nó gần bằng nhau rồi nè. Tại sao chung lên thì chửi em chung, chung không lên em thấy nó nói chuyện một tiếng của em, hai tiếng của em. Thì nó lên nó ăn kẹo dừa, nó ăn kẹo dừa không chính hãng á. Rồi phải vậy không? Bé bị vậy chứ người bình thường mà chị bình thường lúc trước nó chỉnh hơn vậy nó nè. Cái thời gian mà chung mà thời gian em bỏ không quay nữa nó tỉnh hơn vậy nữa. Nó ăn kẹo dừa không chính hãng, kẹo dừa giỏm nó mới bị vậy. Đúng không bây? Bị ăn xong xuống chị ơi, chở con đi chơi. Nay con chị nghỉ nè, chở con đi chơi vậy. Chiều chị kêu anh vào đưa lên. Ha, chiều kêu anh vào xuống nước. Chị đi anh vào xuống nước. Nó gỡ đầu tóc nó nhìn nó mượt mượt. Chị mới gỡ đầu cho nó đó, chị với nó gỡ ra nó mượt mượt đó thấy không? Tại nó không chịu gỡ, nó sợ hư tóc. Nó không chịu gỡ. Nãy gọi xong chị mới gỡ cho nó đó. Gỡ mượt mượt không nhìn nó đẹp ghê không? Trời ơi nó mà dữ lên lần nữa chắc nó rồi trai nhìn chắc chết quá. Sạc lên đi đi. Hết chai dầu đó chị đừng có ấy để chị mua, chừng nào hết đó vào nó chị mua đem lên nghe chưa, đừng có gọi kia vào trở lại đó. Nãy kia gọi bịch thôi hút luôn 3 bịch luôn. Ăn gì nữa không? Ăn chai giò ăn gì kêu đây cơ. Ăn gì thêm không? Bi thể ăn chai giò thì thêm không? Không có bán. Không bán à? Cái menu coi kỹ coi. Cưng đi làm cái gì vào mà chiều mới về, bữa nay mới nghỉ giờ. Chiều về thì làm cái này đó hả? Dạ. Vậy sao người xuống trời tối vậy, người dân bây giờ nó hỏi sao xuống tối giờ này, cũng giải thích cho nó nghe. Nó xuống dạo này em xuống là nó chui vô mùng nó ngủ không hôm trước nó còn. Giải thích cho nó nghe, động nó mới gì. Nó biết mà. Chở nó đi Bến Tre rồi chứ đâu phải không chở đâu. Hả? Thì nó ăn bữa xuống Bến Tre em chở nó xuống dưới chứ đâu. Chở nó với cô bé với ông bạn mẹ nó. Anh vào đi làm về giờ nào xuống giờ đó về chị con cứ coi chứ. Anh vào xuống trễ không à? Bữa xuống nhà mắt gia đình chung đó em chở xuống đó. Thì đó chị có coi. Nó giờ không giải thích cho nó nghe để nó cứ hỏi sao giờ xuống trễ với xuống giờ này xuống giờ này. Có giờ xuống trễ thì cũng giờ đi làm. Nó giờ còn bé đầu mà nó chưa tính. Nó nhìn kìa, nó liếc liếc kìa. Liếc gì nữa. Bây giờ là up bay. Chết hết luôn á. Chị nói với con chị, chị này mà cho chị đi dũi tóc nhộm màu nó chắc chung mò lên chắc khỏi quay coi quá con. Chung mò lên liền chắc. Ê, đừng múc ra bi nó ai ăn trong nồi lẩu á, chín luôn đừng múc ra em. Thôi đó, bớt đó nó có cái kì những cái chưa chín kìa. Thử ăn đi Thủy, hai đứa chơi ăn gì ăn đi. Đi. Lúc trước Bi còn kêu anh vào mua đồ về Bi nấu cho ăn vậy này sao không nghe Bi kêu là gì đó vậy Bi. Hôm nào là mua đồ cho Bi nấu nha. Sao nãy chị mua đồ lên không làm để mẹ nè. Làm thử coi tình sai chị lên làm thử nha. Nha. Làm thử coi thử coi. Hôm nay chị mua mấy lần toàn là mẹ làm thôi, không thấy cưng làm nữa đi. Được rồi Bi, ai ăn gấp ra Bi để nó nguội á. Múc ra chén đi, múc ra chén luôn đi. À, cái này đầy quá Bi múc ra để đưa ra vô hả Bi? Đúng rồi, cái đầy quá nó cũng biết cái bộ. Đổ vô nó chạy.
Bi phải nói chị cô đó bỏ ra vô giùm chứ Bi nói gì chổng không vậy Bi. Thủy gặp và Thủy nói sao? Chị nay lên ba lần rồi Bi biết rồi. Để tôi dính chị không có nghe vào. Dạ không chị. Đâu đứng lại đi. Được rồi Bi, đừng gấp ra nữa em, lá nắng nguội á. Ăn đi, thể chín rồi đó em. Ăn đi, múc đi. Rồi bỏ vô nha. Con này nó từ năm 19 tuổi đến giờ, con kia thì nó cũng năm 20-21, hai đứa cũng bằng bằng thời gian nhau. Mấy cái biết, 6 con này 12 năm nè, con Thủy 12 năm, con Bi... 6 tháng trước nhìn nó dễ thương như vậy không? Đúng rồi, đúng. Nó bẩn cái bộ đồ mà màu hồng hồng á, nó bỏ một thùng á. Mỗi lần bạn trai nghe câu dừa lên là nhộm đầu à, bây giờ nó đỡ bớt rồi. Đừng nhộm nữa nghe không? Ăn đi Thủy. Ăn đi cưng. Mì chín rồi nè, vào ăn đi cưng. Bi lấy giùm hả? Em múc đi đi. Múc đi, đưa giá cho Thủy múc cưng. Đưa giá lên đi. Ăn đi vào. Múc gì vậy chào? Em ăn gì múc ăn cái đó. Múc, múc cho chị nữa kìa, em kế bên múc giùm chị luôn kìa. Chị nào chị ăn chị múc hả? Ăn đi. Ăn đi chị, nhiều lắm, ăn đi. Ăn. Ăn đi chị bỏ dao vô nữa cho ăn đi dạo. Ủa đũa của em đâu? Ủa sao đưa thiếu đôi đũa kìa vậy? Bi nó không cho ăn. Ủa sao đi thiếu đôi đũa? Chưa... Cho chiếc đũa anh ơi. Ờ sao đưa cho đôi đũa đây chị. Đôi đũa này đi. Đây chị múc cho. Dạ ăn. Rồi người hào người con Thủy ăn con thôi nha, để mời chị ăn con. Thường bữa chị đi sớm lắm mới vào. Em chị tính 9 giờ là chị lên tới đây á. Mà người hẹn cơm chị mới đi trễ đó chứ. Dạ. Còn mì nè, hãy ăn bỏ vô. Nhặn lửa bớt đi ơi. Lát nữa bỏ biết đường về không Bi? Nó chơi gần đây mà chị, trên nét kế bên. Ủa đây vậy nè hả? Đi bộ ha dữ vậy hả? Trời ơi, đi ba lần rồi đi vô nãy tôi còn lạc á. Đúng là chị đại khu này á. Nhớ mai nhiễm gỗ mốt vợ đầu nha, mốt vào xuống quay đưa chị coi nha. Như đây anh giữ vợ đầu thì tịch sở nhìn, nó gọi đầu thường nó cũng mướt nữa, dưỡng tóc lại nó mướt ngược à. Tại nó không gỡ đó, nhìn nó không chịu mua cột nha, cột hết thì chị mua nữa. Chị ăn đi chị. Thôi chị ăn đâu. Ăn đi, ăn chơi xuống vui. Quá trời, cái lẩu hai đứa đó ăn hết, đâu kêu cho hai đứa. Đi vào ăn đi. Chị mới ăn ở nhà cũng lên ăn cho lẩu mà nhiều lắm. Ăn Bi đói bụng bây giờ, ăn có gói xôi một thôi đó. Ăn Bi. Ngày nay ăn có ăn cử. Hồi nãy nghe mẹ nói có gói xôi một thôi đó. Nên từ từ nó ngủ dậy, chị nếu chị không đến thăm nó ngủ dậy tầm 11, 12 giờ. Cái hôm cô bé bả đi bán giờ bả không có tâm sự với Bi. Cái tâm sự Bi, Bi mau hết bệnh lắm mới rung. Mẹ có Bi nói chuyện với chị hả, không hề bệnh luôn á vào. Nay chị tính lên sớm chị gặp chị nói chuyện tôi nghe đó mà đều bây giờ nó không có thuận tiện nói chuyện đó chứ hả. Nó lâu cái nó hơi sợ lơ chút thôi chứ nó nhiều khi không có bệnh luôn á dạo. Nó lơ
Bi không lấy cho anh già quá hả Bi? Đi. Em chập nó để em lấy. Đợi chị, bên đây còn tiêu thêm. Vào xuống chở đi chơi không có thấy cũng từng nghiệp vào có ai đâu tới chở nằm giết nó buồn hiu chạy đâu lâu đi dẫn cho xuống con chở chị xa quá chị phải chị ở gần bả đi với chị đi nó chờ cưng đi á đi đi với vào chứ phải hả nó chịu ha nãy tôi năn nỉ nó đi đã đợi nó chờ vào xuống mới đi còn không có anh vào không đi đó con thủy gấp rau đừng ăn đi luôn cá đồ đó ăn đi. Tí nước mắm nữa nè, cắn uống rượu chén. Nè cứ nhắn này đi. Đi ăn đi đấy lắc rượu. Đi ăn đi chị, chị ăn không, đi. Không, chị. Ăn đi tỉnh nhiều lắm ăn đi đi. Nhớ con không chị? Nhớ con không? Nhớ xong ở dưới với em vài bữa là về. Bây giờ mới giá bị nằm chưa ta chị đi ăn xong đi gấp đi thấy gấp đi thấy đi ăn xong đi gấp đi để mì nó nở đi xuống chị chơi mai vào xuống dưới đi chơi mai con chị nghỉ là chở đi chơi giờ chiều vào xuống dưới nó đi đâu nó trong ngày nó về rồi chứ nó đi đi vậy. Hôm nay có hai đứa gái chị nghỉ nè, người xuống dưới chơi nó chở đi chơi, người chiều xuống dưới về đây đó gần mà. Bi đi chơi đi, Bi cho tinh thần. Chơi đi cho nhà buồn bây. Quá, tối ngày thấy nằm trong phòng thôi. Đi chơi mai chủ nhật. Này chị đâu có con trai đâu, sợ. Xuống dưới chơi mai chiều mai chị điện vào vào đưa về. Còn mấy chị đưa về cũng được đi. Chơi với nhà chị buồn. Bẻ đôi ra đi. Bẻ nguyên cái gói. Đưa em Hà về. Hà đi chung với mắt ngủ ngon đi. Tưởng là hôm nay sao mà thấy bữa cái clip sao mấy clip sao á thấy nó đâu có chửi nữa đâu mà sao thấy mấy bữa nay giờ không quay nữa mà chị điện vào chị không dám điện nữa. Điện thấy vào khó bắt máy quá thôi chị cũng không dám điện cho vào nữa. Cũng ngôn một cái người lý do mà không biết làm sao mà không thấy quay. Bánh tiêu ăn à không? Hai cái bánh tiêu. Bốn cái đi, cho bốn cái đi chú. Bốn cái bánh tiêu. Thôi dạ, ai muốn đi chứ sao. Xuống quên. Chú ăn gì? Lấy gì nữa? Hả? Bốn cái đi chú, bốn cái. Dạ.
Bi em nhỏ ra lại bi để nó rụt rồi bi. Tắt đi, tắt ra được rồi đó chứ. Như vậy chú. Đi. Nhỏ ra lại kìa. Để nó rụt rồi. Thủy nhỏ ra lại Thủy, bi nó không biết nhỏ kìa. Đi không nữa em, lấy cho chắc miệng.